Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán TV AZFIN Việt Nam trong series Đọc sách cùng AZFIN. Để tiếp nối series Đọc sách cùng AZFIN, hôm nay AZFIN tiếp tục gửi tới quý anh chị các nội dung tiếp theo trong cuốn sách Hòn Tuyết Lăn, cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha, Warren Buffett. Suzy Hart. Chương 34, Harry Kẹo. Trong chương 34, tác giả mô tả về thương vụ mua lại See Candy, một công ty kẹo nổi tiếng, và mối liên hệ của Warren Buffett với các cổ đông của See. Buffett nhận thấy tiềm năng của See như một khoản đầu tư có lợi nhuận cao, tương tự như trái phiếu, với lãi suất trung bình 9% và tăng trưởng lợi nhuận khoảng 12% mỗi năm. Ông tin rằng See có khả năng tăng giá bán, tạo ra thu nhập ổn định và sinh lời dài hạn cho Berkshire Hathaway. Thương vụ mua lại See Candy. Warren Buffett và Charlie Munger đã tìm cách thuyết phục Charlie B. See, biệt danh là Harry Kẹo, một cổ đông chính của See Candy, bán lại cổ phần của mình. Harry Kẹo không muốn quản lý công ty và bị hấp dẫn bởi lối sống hưởng thụ. Sự thuyết phục của Buffett và Munger nhắm vào việc ông có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa, điều này giúp thương vụ diễn ra suôn sẻ hơn. Động cơ và chiến lược thương lượng. Harry Kẹo bị thu hút bởi rượu vang và cuộc sống xa hoa. Điều này tạo điều kiện cho Buffett và Munger thuyết phục ông từ bỏ việc quản lý công ty. Đồng thời, Buffett và Munger khuyến khích ông dành thời gian theo đuổi sở thích cá nhân, cách mà họ tin là sẽ hiệu quả nhất. Phương pháp quản lý của Buffett tại See Candy. Buffett đã sử dụng một số chiến lược tối ưu hóa chi phí, bao gồm việc mua nguyên liệu chính như đường và cacao theo hình thức giao sau, giúp công ty kiểm soát chi phí hiệu quả. Ông cũng đưa ra các sáng kiến để thay đổi bao bì nhằm tăng sức hấp dẫn của sản phẩm trên thị trường. Lợi thế cạnh tranh của See Candy. Buffett yêu cầu Chuck Hutchins, phó chủ tịch của See Candy, sáng tạo slogan ấn tượng để quảng bá thương hiệu, tương tự như Coca-Cola và Coke đã làm. Điều này nhằm giúp See Candy xây dựng được một thương hiệu mạnh, tạo dấu ấn sâu sắc với khách hàng. Những chi tiết trên thể hiện rõ cách Warren Buffett không chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn mà còn áp dụng những phương pháp quản lý và tối ưu chi phí bền vững nhằm xây dựng thương hiệu lâu dài cho See Candy. Chương 35, The Sun. Chương 35 kể về quyết định đầu tư của Warren Buffett và tờ báo The Sun ở Omaha nhằm tạo ra ảnh hưởng xã hội thông qua báo chí điều tra. Bất chấp lợi nhuận tài chính không cao, đây là một minh chứng cho niềm tin của ông vào giá trị cộng đồng và sức mạnh của báo chí độc lập. Mối quan tâm của Warren Buffett đối với báo chí. Warren Buffett từ lâu đã có hứng thú đặc biệt với lĩnh vực báo chí, đặc biệt là với vai trò điều tra. Từ thời niên thiếu, ông đã nuôi dưỡng niềm yêu thích với việc khám phá và đưa ra ánh sáng những sự thật tiềm ẩn. Động lực này đã giúp ông thấy rõ giá trị và sức ảnh hưởng của báo chí trong cộng đồng. Quyết định đầu tư vào tờ The Sun. Buffett nhìn thấy cơ hội với tờ báo The Sun tại Omaha, một tờ báo không ngại lên tiếng về những vấn đề nổi cộm mà các tờ báo khác tránh xa. Ông đồng ý mua lại tờ báo này, mặc dù lợi nhuận từ nó không cao. Buffett xem đầu tư này như một công cụ để thực hiện mục tiêu xã hội và tạo ảnh hưởng trong cộng đồng địa phương, mặc dù tiềm năng sinh lợi từ The Sun khá thấp. The Sun và hoạt động báo chí điều tra. Tờ The Sun trở thành công cụ giúp Buffett thực hiện nhiều dự án điều tra, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến sự bất công và các vấn đề mà những tờ báo lớn không đề cập. Những phóng viên của The Sun thường điều tra những vấn đề mà các tờ báo khác không muốn đăng tải, và điều này làm nổi bật sự độc lập của tờ báo. Thành công nhất thời và suy thoái của The Sun. Dù đã từng đạt được những thành công nhất định, bao gồm cả giải Pulitzer cho phóng sự điều tra, nhưng The Sun lại gặp khó khăn về tài chính khi các phóng viên kỳ cựu lần lượt rời đi. Buffett dù rất ngưỡng mộ tờ báo cũng nhận ra rằng việc tiếp tục duy trì nó như một khoản đầu tư là không khả thi. Điều này khiến ông phải từ bỏ ý định giữ The Sun như một sở hữu lâu dài. Ý nghĩa và tầm quan trọng của The Sun trong tâm trí Buffett. The Sun có một vị trí đặc biệt trong lòng Buffett, không chỉ vì giá trị tài chính mà còn vì những giá trị đạo đức và tầm ảnh hưởng trong xã hội mà nó mang lại. Dù sau này ông tập trung vào những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn, The Sun vẫn là một trong những khoản đầu tư mà ông xem là ý nghĩa và đáng nhớ nhất. Những chi tiết trên mô tả rõ cách Warren Buffett đã coi trọng giá trị của báo chí trong việc đóng góp cho cộng đồng, ngay cả khi việc duy trì The Sun không còn phù hợp về mặt tài chính. Chương 36, hai con chuột ướt. Chương 36 kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Warren Buffett và Katharine Graham, chủ bút Washington Post, diễn ra trong tình huống bất ngờ khi họ đến trong cơn mưa. Đây là khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác và tình bạn lâu dài giữa Buffett và Graham, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư của Buffett vào lĩnh vực báo chí. Sự hấp dẫn của ngành xuất bản. Năm 1971, Warren Buffett
và cộng sự Charlie Munger nhận thấy ngành xuất bản báo chí đang trong giai đoạn chuyển đổi lớn khi nhiều tờ báo gia đình bán ra do giá trị gia tăng của chúng. Buffett và Munger đã không ngừng tìm kiếm cơ hội mua lại một tờ báo lớn để mở rộng ảnh hưởng trong ngành, đồng thời khai thác được lợi nhuận ổn định từ các doanh nghiệp truyền thông đã có uy tín. Buffett và Munger bắt đầu với nỗ lực mua lại một số tờ báo lớn. Tuy nhiên, họ gặp phải một số thất bại khi cố gắng mua lại tờ Cincinnati Inquirer và Albuquerque Tribune. Dù các thương vụ không thành công, điều này không ngăn cản Buffett và Munger tiếp tục nỗ lực mở rộng đầu tư vào ngành báo. Cuộc gặp nhằm tiếp tục kế hoạch đầu tư vào ngành báo. Buffett liên hệ với Charlie Peter, chủ bút của Washington Monthly, để được giới thiệu với Catherine Graham, người đứng đầu của Washington Post. Đây là một bước đi mang tính chiến lược của Buffett, không chỉ nhằm tìm kiếm lợi ích tài chính mà còn để tạo dựng mối quan hệ với một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong giới truyền thông thời đó. Ấn tượng đầu tiên. Trong buổi gặp mặt đầu tiên với Graham, cả Buffett và Munger đều đến trong tình trạng bị mắc mưa, nhìn giống như hai con chuột ướt. Dù gặp trong tình huống bất ngờ, Catherine Graham tiếp đón họ rất nhiệt tình và thân thiện. Cuộc gặp này không chỉ tạo ra mối quan hệ kinh doanh mà còn là khởi đầu của một tình bạn thân thiết giữa Buffett và Graham. Cảm nhận của Buffett về Catherine Graham. Ban đầu, ông không thật sự ấn tượng sâu sắc về Graham trên khía cạnh công việc kinh doanh, nhưng ông cảm thấy được sự tiềm năng của Washington Post dưới sự lãnh đạo của bà. Qua thời gian, Buffett nhận thấy rằng Graham không chỉ là một nhà lãnh đạo truyền thông mà còn là một người bạn đáng tin cậy, giúp đỡ ông trong các quyết định đầu tư tiếp theo vào lĩnh vực báo chí. Trường này cho thấy sự quan tâm của Buffett đối với ngành xuất bản và sự khởi đầu của mối quan hệ bền vững với tờ Washington Post và Catherine Graham. Chương 37. Kẻ săn tin. Chương 37 xoay quanh sự kiện nổi bật khi Warren Buffett đầu tư vào The Washington Post trong bối cảnh vụ bê bối Watergate làm rung chuyển nước Mỹ năm 1973. Bối cảnh Watergate. The Washington Post dưới sự điều hành của Catherine Graham và đội ngũ phóng viên xuất sắc như Bob Woodward và Ken Bernstein dẫn đầu trong việc điều tra vụ bê bối Watergate. Báo chí thời điểm này không chỉ là kênh truyền thông mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phơi bày những hoạt động bất minh của chính quyền Nixon. Mối quan hệ Graham-Buffett. Buffett xây dựng mối quan hệ thân thiết với Catherine Graham, chủ báo The Washington Post. Ban đầu, Graham lo ngại về sự hiện diện của Buffett trong vai trò cổ đông lớn. Tuy nhiên, Buffett đã trở thành nguồn động viên lớn, giúp bà tự tin điều hành báo một cách độc lập và quyết đoán hơn trong cuộc chiến với giới chính trị. Sức ép từ chính quyền. The Washington Post phải chịu áp lực rất lớn từ chính quyền Nixon, bao gồm cả các mối đe dọa rút giấy phép. Tuy vậy, Graham vẫn kiên quyết đứng vững, bảo vệ sự độc lập của tờ báo. Nhờ đó, The Washington Post chuyển mình từ một tờ báo địa phương thành một biểu tượng quốc gia về báo chí điều tra. Tác động của Buffett. Với sự ủng hộ từ Buffett, Graham vượt qua những căng thẳng và sự e ngại về tương lai của tờ báo, đồng thời đưa ra quyết định lịch sử là tiếp tục điều tra vụ Watergate, bất chấp nguy cơ tài chính và áp lực chính trị. Trường này trình bày vai trò của Buffett như một người cổ vũ thầm lặng nhưng quan trọng, giúp tờ Washington Post duy trì lòng kiên định và chính trực trong ngành báo chí. Chương 38. Món mì ống phương Tây. Chương 38 xoay quanh năm 1973-1974 và ghi lại khoảnh khắc khi Warren Buffett và vợ của ông là Susie tham dự một buổi tiệc danh tiếng của Catherine Graham tại Washington. Bối cảnh tham dự bữa tiệc. Lần đầu tiên, Buffett, một người xuất thân khiêm tốn và không quen với các buổi tiệc sang trọng, được mời đến dự bữa tiệc do Catherine Graham tổ chức. Graham là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Washington lúc bấy giờ và chủ bữa tiệc thường xuyên mời những người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới chính trị và truyền thông. Với Buffett, người thường giản dị trong cách sống, bữa tiệc này như một trải nghiệm mới lạ và đôi phần không thoải mái. Buffett và cộng đồng kinh doanh mới. Tại buổi tiệc, Buffett được giới thiệu như một trong những nhà đầu tư xuất sắc nhất thời đại, một ngôi sao trong giới kinh doanh. Mặc dù vậy, ông vẫn giữ bản tính giản dị, thậm chí còn tỏ ra bối rối với các món ăn và phong cách phục vụ xa hoa ở buổi tiệc. Tại đây, Buffett gặp gỡ những nhân vật tầm cỡ của xã hội Washington, nhưng ông không thực sự bị thu hút bởi cuộc sống vương giả mà Graham và những người khác thể hiện. Sự thay đổi trong tầm nhìn đầu tư. Thời gian này, Buffett đã đạt được vị thế đáng kể trong giới đầu tư và bắt đầu thực hiện các thương vụ lớn qua Berkshire Hathaway, Diversified và Blue Chip Stamp. Buffett và cộng sự Charlie Munger đã xây dựng cấu trúc sở hữu chéo phức tạp giữa ba công ty này. Mô hình này được Buffett ngưỡng mộ giống như các con búp bê Babushka, khi mở một công ty sẽ có nhiều công ty khác bên trong. Mối quan hệ đặc biệt với Catherine Graham. Qua các buổi gặp gỡ, Buffett và Graham phát triển một mối quan hệ bạn bè thân thiết. Graham, dù đầy quyền lực, lại tìm thấy ở Buffett một người bạn chân thành, trung thực và không bị cuốn hút bởi hào nhoáng.
Mối quan hệ này giúp Buffett hiểu thêm về giới truyền thông và những nguyên tắc quản lý báo chí mà ông sau này sẽ áp dụng cho các khoản đầu tư truyền thông của mình. Chương này làm nổi bật quá trình Buffett hòa nhập vào tầng lớp doanh nhân giàu có và quyền lực, đồng thời vẫn giữ nguyên vẹn phong cách sống đơn giản của mình, tập trung vào những giá trị cốt lõi thay vì sự xa hoa. Chương 39, gã khổng lồ. Chương 39 mô tả giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1976 khi Warren Buffett trở thành một nhà đầu tư lớn trong ngành truyền thông và mở rộng sự hiện diện của mình trong lĩnh vực báo chí. Thời kỳ phát triển truyền thông, Mỹ đang ở đỉnh cao của kỷ nguyên vàng truyền thông với sự bùng nổ của hệ thống truyền hình cáp và quảng cáo. Những chương trình truyền hình như Happy Day đã thu hút lượng lớn khán giả vào giờ vàng tối thứ ba, tạo nên một thị trường quảng cáo ổn định và có giá trị. Cùng lúc đó, các tờ báo lớn được cổ phần hóa, đưa ngành báo chí đến với thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Sức mạnh của Buffett trong lĩnh vực báo chí. Buffett tham gia đầu tư vào truyền thông không chỉ vì tiềm năng tài chính mà còn vì đam mê cá nhân. Ban đầu, ông không quan tâm lắm đến báo chí vì lý do tài chính, nhưng sau đó nhận ra các ảnh hưởng của báo chí đối với xã hội và chính trị nhờ có mối quan hệ với các chủ bút và nhà báo nổi tiếng như Katharine Graham, chủ sở hữu The Washington Post. Buffett tiếp tục tăng cường sự hiện diện và vị thế của mình trong ngành này. Chiến lược sở hữu báo chí. Buffett bắt đầu thực hiện các thương vụ lớn, mua cổ phần cho các công ty truyền thông lớn như Washington Post, Booth Newspaper, Scripps Howard và Hart Hanks Communication. Các thương vụ này giúp ông xây dựng một đế chế truyền thông ổn định và có uy tín. Trong quá trình này, Buffett nhận thức rõ sức mạnh và ảnh hưởng của báo chí trong việc đưa tin công khai và minh bạch, đặc biệt là qua các sự kiện quan trọng như vụ bê bối Watergate. Đối mặt với sự cạnh tranh. Thời gian này, nhiều đối thủ cạnh tranh khác cũng gia nhập ngành truyền thông và báo chí. Tuy nhiên, nhờ các quyết định đầu tư sáng suốt và quan hệ hợp tác tốt đẹp, Buffett đã tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho mình, củng cố danh tiếng là một nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực truyền thông. Chương 39 minh họa cách mà Buffett từng bước khẳng định sức mạnh của mình trong ngành truyền thông, không chỉ với tư cách là một nhà đầu tư mà còn là một người có sức ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển và định hướng của báo chí Mỹ. Chương 40 để không phải điều hành một thư viện công cộng. Chương 40 diễn ra vào năm 1975-1976, thời điểm Warren Buffett đối diện với thách thức duy trì và phát triển các công ty mà ông đầu tư trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang suy thoái và thị trường tài chính biến động mạnh. Bối cảnh kinh tế khó khăn. Năm 1975, nền kinh tế Mỹ bước vào thời kỳ suy thoái sâu sắc, ảnh hưởng đến các công ty mà Buffett nắm giữ, bao gồm cả Berkshire Hathaway và Geico. Các công ty này chịu áp lực lợi nhuận suy giảm, khiến Buffett phải tìm ra các chiến lược để duy trì lợi nhuận và củng cố các khoản đầu tư của mình trong giai đoạn đầy biến động này. Thách thức cải tổ Geico. Geico là một trong những khoản đầu tư lớn của Buffett đang phải đối diện với khủng hoảng tài chính. Buffett nhận ra công ty cần cải tổ sâu rộng để thoát khỏi tình trạng lỗ kéo dài. Để đạt mục tiêu này, Buffett đã mạnh tay can thiệp vào hoạt động quản lý của Geico, bao gồm việc sa thải nhiều quản lý cấp cao và thực hiện các chính sách cắt giảm chi phí nghiêm ngặt đưa công ty trở lại quỹ đạo. Ông yêu cầu Geico phải vận hành hiệu quả, không lãng phí tài chính như một thư viện công cộng, tức không thể vận hành mà không chú trọng đến lợi nhuận. Quản lý cứng rắn và quyết liệt. Buffett đưa ra thông điệp rõ ràng rằng các công ty trong danh mục đầu tư của ông cần hoạt động với hiệu quả cao, không chỉ để duy trì mà còn để đạt lợi nhuận tối ưu. Ông nhấn mạnh các tiêu chuẩn về hiệu quả tài chính, yêu cầu các nhà quản lý của Geico tập trung vào tối ưu hóa chi phí và phát triển lợi nhuận bền vững, giúp công ty vượt qua khó khăn và giữ vững vị thế trong ngành bảo hiểm. Chiến lược dài hạn. Buffett tập trung vào các mục tiêu lợi nhuận dài hạn, xây dựng các công ty để phát triển bền vững thay vì theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn. Tầm nhìn này thể hiện cam kết của ông đối với quản lý tài chính bền vững và nâng cao giá trị cốt lõi cho các công ty mà ông đầu tư. Chương này khắc họa rõ nét cách tiếp cận của Buffett đối với quản lý và cải tổ doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn, nhấn mạnh tính hiệu quả, cắt giảm lãng phí và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn của các công ty trong danh mục đầu tư của mình. Chương 41 và điều gì đã xảy ra? Chương 41 diễn ra vào khoảng năm 1977 khi Warren Buffett đạt được nhiều thành công nổi bật cũng như đối diện với những thay đổi sâu sắc trong cuộc sống cá nhân và công việc, đặc biệt là trong hôn nhân và mối quan hệ gia đình. Khủng hoảng trong hôn nhân. Bạn bè của Suzy nhận thấy rằng bà đã tự tạo ra một cuộc sống ly thân trong cuộc hôn nhân. Khi dần thích nghi với những mối bận tâm riêng của Buffett, chủ yếu là sự đam mê với Berkshire Hathaway, Suzy cảm nhận rõ rằng chồng mình có một mối hôn nhân khác với công ty, một cam kết mà bà dần chấp nhận nhưng cũng khó lòng đồng cảm. Sự ảnh hưởng của Katharine Graham. Buffett bắt đầu dành nhiều thời gian với Katharine Graham, chủ báo The Washington Post, tham dự các sự kiện ở New York và Washington cùng bà.
Điều này khiến Suzy cảm thấy bị đẩy ra khỏi cuộc sống của chồng, mặc dù bà vẫn giữ quan hệ bạn bè với Graham. Mối quan hệ giữa Buffett và Graham khiến cho Suzy cảm thấy xa cách hơn, dẫn đến một cảm giác mâu thuẫn sâu sắc trong cuộc hôn nhân của họ. Ly thân và cuộc sống riêng của Suzy. Trước tình hình này, Suzy quyết định tạo khoảng cách bằng cách chuyển tới San Francisco để tìm kiếm cuộc sống riêng. Bà bắt đầu có những người bạn mới và dần định hình một cuộc sống độc lập, dù trong lòng vẫn rất quan tâm đến Buffett. Sự ra đi của Suzy cũng dẫn đến việc Buffett phải tự chăm sóc bản thân, một điều rất mới mẻ đối với ông. Tình cảm vẫn bền chặt. Dù sống xa nhau, Buffett và Suzy vẫn giữ tình bạn thân thiết và Suzy tiếp tục hỗ trợ ông về mặt tinh thần. Hai người thường xuyên gọi điện hàng giờ, duy trì mối quan hệ đặc biệt ngay cả khi khoảng cách về địa lý và tâm lý xuất hiện giữa họ. Điều này cho thấy, dù không còn chung sống, họ vẫn giữ một tình cảm gắn bó sâu đậm. Chương này khép lại bằng việc nhấn mạnh những phức tạp và xung đột trong cuộc sống hôn nhân của Buffett khi ông đứng giữa các mối quan hệ thân thiết và sự nghiệp. Mặc dù đã có những thay đổi trong cuộc sống cá nhân, Buffett vẫn kiên định với đam mê nghề nghiệp của mình, còn Suzy trong khi rời xa chồng vẫn thể hiện sự yêu thương và chăm sóc từ xa. Chương 42 – Chiếc nơ xanh. Chương 42 ghi lại giai đoạn từ năm 1977 đến năm 1983 khi Warren Buffett bước vào một giai đoạn mới trong cả cuộc sống cá nhân lẫn công việc kinh doanh. Mối quan hệ đặc biệt với Astrid Monk. Sau khi Suzy, vợ của Buffett, quyết định chuyển đến San Francisco, bà đã giới thiệu Astrid Monk, một phụ nữ trẻ làm việc tại một quán cà phê địa phương, đến để chăm sóc Buffett. Mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn khi Astrid thường xuyên nấu ăn và hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của Buffett. Được sự khuyến khích của Suzy, Buffett và Astrid phát triển một tình cảm sâu sắc kéo dài suốt cuộc đời. Sự kiên định và ổn định trong đầu tư. Trong giai đoạn này, Buffett tiếp tục phát triển các khoản đầu tư dài hạn của mình, đặc biệt thông qua Berkshire Hathaway. Ông tập trung vào việc xây dựng một đế chế kinh doanh vững mạnh và bền vững, nhấn mạnh vào những khoản đầu tư mà ông tin tưởng sẽ sinh lời dài hạn. Cách tiếp cận này giúp Berkshire Hathaway ngày càng mở rộng quy mô và ảnh hưởng trên thị trường tài chính. Vai trò quan trọng của Suzy trong cuộc sống Buffett. Mặc dù sống xa nhau, Suzy vẫn luôn quan tâm đến Buffett, giữ mối liên lạc thường xuyên và khuyến khích mối quan hệ giữa ông và Astrid. Suzy trở thành một người bạn thân thiết và là nguồn động viên lớn nhất của Buffett, giúp ông vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Biểu tượng chiếc nơ xanh. Chiếc nơ xanh trong tựa đề tượng trưng cho lòng biết ơn và sự ủng hộ lẫn nhau giữa Buffett và những người quan trọng xung quanh ông. Qua chương này, Buffett dần nhận ra giá trị của sự hỗ trợ tới những người thân cận, điều giúp ông xây dựng và duy trì động lực trong cuộc sống và sự nghiệp. Chương này nhấn mạnh sự trưởng thành về mặt cá nhân của Buffett và những mối quan hệ đặc biệt giúp định hình cuộc sống của ông trong những năm tiếp theo. Anh chị có đánh giá gì về nội dung của video? Hãy để lại một comment. Nếu anh chị thấy video có ích, hãy chia sẻ để lan tỏa kiến thức đầu tư tới nhiều người hơn. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để AZFIN có thêm động lực làm nhiều video giá trị khác gửi đến quý anh chị nhà đầu tư. AZFIN mong rằng series đọc sách cùng AZFIN sẽ mang đến cho các anh chị những thông tin hữu ích, giúp anh chị lựa chọn được những quyển sách phù hợp để nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư của bản thân. Nếu anh chị cảm thấy hứng thú với cuốn sách này, đừng ngần ngại tìm đọc để có trải nghiệm tốt hơn và ủng hộ tác giả. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe đến cuối video. Chúc anh chị vững bước trên con đường đầu tư và tự do tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại.